Chị các bạn, trong video bài học này, Phan Anh sẽ dành thời gian chia sẻ với anh chị và các bạn một số những cái thông tin về nguyên nhân của cái tình trạng vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo trên Facebook, rồi thì vô hiệu hóa tài khoản Facebook cá nhân, rồi thì tình trạng hủy đăng của Facebook trong thời gian gần đây. Và đây là một cái video cũng rất là mới được sản xuất, nó là sản xuất vào tháng 6 năm 2022. Vâng, sau một thời gian là tôi cũng thu xếp thời gian rảnh rỗi hơn, tôi làm những cái video tiếp tục các cái series video hướng dẫn cho anh chị các bạn về kinh doanh, về marketing, về bán hàng online. Vâng, ở trên kênh YouTube của tôi là kênh PA Marketing, ở địa chỉ là youtube.com/PA Marketing. Và nếu như cái video này có giá trị thì anh chị hãy chia sẻ, hãy subscribe hay còn gọi là theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật liên tục những cái video rất là chất lượng. Chúng tôi làm slide rất là đẹp và quay rất là kỹ như này. Ok, để không mất thời gian của các anh chị nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn, được chưa ạ? Vâng. Đây là các cái thông tin liên hệ của tôi, nếu mà các anh chị có nhu cầu liên hệ về đào tạo, về tư vấn, về triển khai các cái giải pháp kinh doanh và marketing, tư vấn cho doanh nghiệp vân vân. Như tôi đã nói, slide này thì sẽ có 3 phần nội dung chính. Và nội dung thứ nhất đấy là tình trạng vô hiệu hóa của tài khoản Facebook profile hay còn gọi là tài khoản cá nhân, và tình trạng vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo Facebook Ads. Và thứ ba đấy là tình trạng hạn chế và hủy đăng của fanpage. Đây là 3 phần nội dung khác nhau. Phần thứ nhất đấy là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô hiệu hóa tài khoản Facebook profile hay còn gọi là tài khoản cá nhân của chúng ta. Đấy, thế thì nó có cái hiện tượng là nó sẽ khóa checkpoint, nó không cho đăng nhập hoặc là nó vô hiệu hóa, đúng không ạ? Hoặc là tình trạng dừng không truy cập được. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu như mà chúng ta xóa tài khoản hoặc là bộ vô hiệu thì chúng ta sẽ không còn tồn tại được nữa ở trên Facebook, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ mất hết bạn bè, mất hết các tin nhắn. Và với nhiều người thì đó là một cái công cụ bán hàng, một công cụ kiếm tiền. Đấy, thì chúng ta mất một cái tài khoản như vậy, chúng ta sẽ phải thuê người lấy lại, tốn cũng rất là nhiều tiền. Đấy, ví dụ như là chúng ta có thể xem những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng Facebook cá nhân bị vô hiệu hóa là những nguyên nhân gì. Ví dụ như là chúng ta có thể xem xét dưới một số những nguyên nhân như sau: thêm quá nhiều bạn bè không quen biết vào trong Facebook trong thời gian ngắn, đúng không ạ? Hoặc là kết bạn liên tục, đúng không ạ? Đấy. Hoặc là những cái thông tin của Facebook của chúng ta là thông tin giả mạo, hoặc là ngày tháng năm sinh của chúng ta ít hơn 13 tuổi, vi phạm về chính sách của Facebook. Hoặc là tài khoản của chúng ta bị vô hiệu hóa tạm thời do người dùng đăng nhập tài khoản ở trên nhiều các thiết bị lạ, thiết bị chưa từng đăng nhập trước đó, đúng không ạ? Tài khoản bị nghi ngờ là giả mạo hoặc là giả danh. Và những người dùng đăng nhập tài khoản trên quá nhiều thiết bị cùng một lúc, hoặc là bị xâm nhập, Facebook nó sẽ bảo vệ chúng ta. Đó. Và lặp lại những cái lỗi mà Facebook đã cảnh cáo trước đó, thì chúng ta cũng có thể bị khóa hoặc là bị tạm thời vô hiệu cái tài khoản Facebook cá nhân của chúng ta. Ok. Thế vô hiệu hóa thì chúng ta vẫn có thể lấy lại được, còn nếu mà chúng ta xóa tài khoản thì chúng ta sẽ rất là khó, đúng không ạ? Trừ khi chúng ta có chế độ delete chúng ta vào. Thế thì một số những cái cách để chúng ta khắc phục cái tài khoản bị vô hiệu hóa đó là chúng ta có thể kiểm tra tài khoản còn đăng nhập vào các thiết bị khác hay không. Ngoài ra thì chúng ta luôn luôn phải nhớ mật khẩu, nhớ email và cập nhật số điện thoại trên Facebook của chúng ta. Chúng ta cũng nên bảo mật tài khoản Facebook của chúng ta bằng cách làm xác thực hai yếu tố. Thông qua tin nhắn, thông qua app cài, ví dụ như là Google, chúng ta có thể sử dụng các cái dịch vụ, cái dịch vụ mà tự tạo mã 6 số, đúng không ạ, của Google hoặc là của Microsoft, có những dịch vụ đấy chúng ta đăng nhập vào. Và lưu ý cập nhật email nhá, phải biết email và biết số điện thoại của chúng ta thì chúng ta mới lấy lại được. Đấy. Thế thì chúng ta có thể sử dụng một cái form để tài khoản của tôi đã bị vô hiệu hóa, và sau đó chúng ta điền thông tin và chọn gửi theo hướng dẫn. Đấy, chúng ta tìm cái link này và gửi, được chưa ạ? Vâng. Bước 1 là chúng ta sẽ bấm tài khoản của chúng ta bị vô hiệu hóa, và bước 2 là chúng ta điền thông tin vào. Và tiếp theo là chúng ta cũng có thể sử dụng tính năng người liên hệ đáng tin cậy. Thế thì lúc mà cái tài khoản của chúng ta chưa bị khóa thì chúng ta nên đưa 3 đến 5 người mà chúng ta tin cậy vào,
Đó có thể là anh chị em ruột, bạn bè, đồng nghiệp, cơ quan, đúng không ạ? Hoặc là vợ chồng, hoặc là con cái, hoặc là người thân của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ báo cáo về vấn đề xác minh tài khoản và gửi các thông tin. Đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể liên hệ trực tiếp với Facebook qua những cái địa chỉ email như là security@facebookmail.com vân vân, và giải thích những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải. Một số những cái lưu ý để chúng ta bị giảm hoặc tránh cái tài khoản vô hiệu hóa. Thứ nhất là chúng ta cần phải bảo mật thông tin của chúng ta thật là tốt. Mật khẩu khó, email là phải email của chúng ta, số điện thoại phải là số điện thoại của chúng ta, và chúng ta phải nhớ cả mật khẩu email nhá. Không sao mọi người không nhớ là không lấy lại được đâu. Thì đăng bài thì chúng ta đăng đều đều thường xuyên. Không nên đăng liên tục và cũng không nên đi spam, đúng không ạ? Nó có thể khóa những cái tính năng đấy. Chúng ta lưu ý đấy. Và chúng ta kết bạn với những người mà chúng ta biết, và đặc biệt là chúng ta cũng tạo cho chúng ta cái nhóm danh sách khách hàng, bạn bè thân thiết, đúng không ạ? Và hạn chế đi spam Facebook, và hạn chế gây gổ, gây tranh cãi ở trên Facebook, đúng không? Bởi vì nếu mà chúng ta gây tranh cãi ở trên Facebook ấy, thì khả năng cao là chúng ta sẽ bị report, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bị report. Và khi mà chúng ta bị report thì cái việc mà chúng ta lấy lại cũng rất là khó. Rồi, chúng ta cũng tuân thủ các cái chính sách của Facebook và thực hiện những cái điều kiện mà Facebook đưa ra. Cố gắng là như vậy nhá. Ok. Nội dung thứ hai đấy là tôi sẽ nói về cái tình trạng mà vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo Facebook Ads. Thì hiện nay chúng ta là những nhà quảng cáo thì chúng ta rất là sợ cái hình này, đúng không? Và một cái hình mà có cái khóa màu đỏ, có một cái người cầm như này trông rất là ác mộng đối với những người làm quảng cáo như chúng ta. Tình trạng vô hiệu hóa tài khoản thì chết liên tục liên tục liên tục. Đấy. Có thể là có lý do mình xác định được, nhưng cũng có thể không có lý do. Đấy. Thì tôi cũng có những cái tài khoản nó chết, nhưng tôi cũng có những tài khoản nó không chết, thì tôi cũng không hiểu tại sao nó lại chết, và tôi cũng không hiểu tại sao nó lại không chết. Và chắc chắn là chúng ta đã vi phạm một cái gì đó, nhưng mà cũng chúng ta không biết nó là cái gì quá là rõ ràng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bán các sản phẩm và dịch vụ là vi phạm chính sách của Facebook, ví dụ như là tăng cân giảm cân chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ như là các sản phẩm về tăng cường sức khỏe cho người lớn, ví dụ như là các sản phẩm về tình dục, hay là các sản phẩm liên quan đến vũ khí vân vân, đúng không? Đấy, sản phẩm. Đấy, ngoài ra thì nội dung quảng cáo thì cũng vi phạm chính sách, ví dụ như là quảng cáo hở nhiều da thịt, quảng cáo gây hiểu lầm, cả quảng cáo gây mâu thuẫn, quảng cáo gây ra những cái gọi là thô tục, với những cái lời lẽ thô tục. Đấy, và đưa ra những cái cam kết chắc chắn như một lời hứa vân vân. Đấy là những cái nội dung mà vi phạm chính sách là chủ yếu là chúng ta gặp phải. Và kể cả có những cái nội dung mà chúng ta không gặp phải như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cũng sẽ rất là khó. Đấy, cũng sẽ rất là khó để mà chúng ta xác định được. Như tôi đã chạy thì tôi cũng đã cố gắng, kể cả những nội dung viết rất đơn giản, hình ảnh rất là lành mạnh nhưng mà vẫn bị chết. Đấy, tức là ta đang phân tích là đây là những cái vấn đề ta có thể biết, còn có những cái vấn đề mà chúng ta cũng không thể biết. Đấy, hoặc là tài khoản chúng ta đăng nhập vào các cái IP lạ thì cũng có thể bị khóa, nhưng mà thường này khóa checkpoint thì nó cũng sẽ lấy lại được thôi. Hoặc là những cái vấn đề liên quan đến là thanh toán thẻ, thanh toán bùng, thanh toán lậu, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta thanh toán bỏ ngưỡng, và nó có liên kết với những cái thẻ thanh toán như vậy, hoặc là liên kết với những tài khoản Facebook đã bị vô hiệu hóa trước đó, đúng không ạ? Vâng. Hoặc là tài khoản có một cái fanpage mà có nhiều cái tài khoản quảng cáo bị bùng tiền, hoặc là không thanh toán được, hoặc là vi phạm chính sách nhiều, thì cái tài khoản tiếp theo cũng sẽ có thể bị, hoặc là thêm xóa thay đổi chuyển giao vai trò quản trị trên tài khoản quảng cáo nhiều lần cũng có nguy cơ. Và chúng ta cũng có thể là đăng nhập nhiều tài khoản cùng một lúc, rồi thì hoạt động thẻ của chúng ta là thẻ gian lận, thẻ nghi vấn, thẻ ăn cắp, hoặc là sử dụng những cái phương thức thanh toán gian lận của Facebook. Chúng ta cũng có thể tạo nhiều tài khoản quảng cáo trong một thời gian ngắn liên tục trên cùng một máy tính, hoặc là chúng ta cũng có thể đưa nhiều tài khoản quảng cáo quá vào trong một cái con BM hoặc là một con tài khoản VIA để cầm đó. Và hoặc là chúng ta cũng có thể chạy tạo
tạo tài khoản quảng cáo phát, tạo page phát là chúng ta chạy quảng cáo ngay, thì Facebook cũng có thể có những cái nguy cơ khiến cho chúng ta bị khóa tài khoản. Đấy, hoặc là chúng ta chạy quảng cáo tăng ngân sách đột biến, bật tắt quảng cáo nhiều lần. Đấy, hoặc là những cái tài khoản quảng cáo mà chúng ta bị phê duyệt, không phê duyệt nhiều lần đó và bị từ chối nhiều lần thì cũng có thể là bị ảnh hưởng đến điểm của tài khoản. Đấy, mặc dù là có những cái chúng ta cũng thấy sẽ rất là dễ để xác nhận, nhưng mà có những cái chúng ta thấy là chúng ta cũng chẳng làm gì sai mà chúng ta vẫn bị khóa. Đấy, do là cái thuật toán, do là cái phần mềm nó quét thì nó vô tình nó trúng. Đấy, và sau đó thì mở lại một thời gian nó lại khóa. Và trước đây thì nó dễ hơn nhưng bây giờ thì nó rất là khó, và đôi khi nó khó tới mức là tôi cũng chẳng hiểu là nó muốn gì nữa, đúng không? Đấy, thì chúng ta khóa thì chúng ta phải xác minh danh tính hoặc là các cái loại tài khoản có đuôi 273 hoặc là 904 trên đường link URL 902 vân vân, hoặc là vô hiệu hóa chúng ta kháng. Đấy, chúng ta kháng có thể kháng được hoặc là không kháng được. Đấy, ví dụ như là đầu tiên là chúng ta sẽ xác minh danh tính, đúng không ạ? Chúng ta cập nhật những cái hồ sơ chứng minh thư hay là giấy thẻ căn cước công dân hoặc là hộ chiếu của chúng ta đưa lên để chúng ta yêu cầu xem xét lại. Hoặc là chúng ta cũng chọn xác minh danh tính vân vân, upload lên thì chúng ta có thể được mở lại, nhưng mà sau một thời gian chạy vẫn bị vô hiệu hóa hết bình thường, mặc dù là sản phẩm không vi phạm, nội dung không vi phạm, hình ảnh không vi phạm, nhưng mà cũng bị quét, bị khóa liên tục, vô hiệu hóa liên tục. Hay là bây giờ như tôi đang chạy iPhone, bán các cái sản phẩm iPhone cũ thì nó là hàng có thương hiệu mà vi phạm phải hàng có thương hiệu chạy chết khóa liên tục. Thế nhưng mà tôi bán thời trang không có thương hiệu gì cả, chạy thì lại không làm sao. Đấy. Thế nhưng mà cũng có những cái dịch vụ như là tôi chạy du học cũng chẳng làm sao cả mà cũng khóa liên tục, chạy tư vấn du học thôi mà cũng bị khóa liên tục. Đấy. Chỉ chẳng có cái thông tin gì, hình ảnh cũng rất là lành mạnh. Vâng. Thế chúng ta sẽ kháng bằng cách là yêu cầu xem xét, bằng cách là xác minh danh tính, bằng cách là đi vào các đường link và kháng để nó về. Đấy. Hoặc là nếu mà tài khoản của chúng ta bị vô hiệu hóa theo chính sách thì chúng ta sẽ liên hệ qua đường link facebook.com help contact, ở cái đường link như vậy các bạn bấm vào và các bạn tìm trên 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 Facebook ấy. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào nút là có tài khoản của chúng ta đấy, xong tiếp tục làm theo hướng dẫn của Facebook, đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể chat với các cái bạn support, và các bạn support, chữ support này viết là hai chữ O, hai chữ P cơ đấy. Thế thì các bạn support ấy là hay còn gọi là các bạn hỗ trợ, đúng không ạ? Các bạn hỗ trợ của Facebook. Thế thì thì chúng ta chat thì họ sẽ giải quyết và họ có thể sẽ mở lại cho chúng ta. Đấy, tất cả tôi nói đều là có thể nhé, đều là có thể, bởi vì là mở hay không mở là quyền của Facebook. Và đôi khi cũng rất là khó hiểu. À, có lúc thì nó mở, có lúc thì nó không mở. Và chúng ta cũng rất là khó. À, thì chúng ta sẽ vào ở cái phần là facebook.com business form chat. Đấy, chúng ta sẽ vào đấy và chúng ta đưa các thông tin của chúng ta lên đây để chúng ta sẽ để được cho Facebook người ta hỗ trợ. Ok. Và hoặc là chúng ta bị khóa tài khoản vì lý do thanh toán. À, thì chúng ta cũng sẽ vào đây. À, tính năng thanh toán bị vô hiệu hóa thì chúng ta vào đây, vào cái đường link này để chúng ta cũng chat với, hoặc là gửi form cho Facebook để nó cân nhắc mở, và nếu như nó chưa mở thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục gửi. Đấy. Vâng. Thế nếu mà vô hiệu nữa thì chúng ta cũng sẽ cần rất nhiều các tài khoản quảng cáo khác nhau bằng cách là chúng ta đi mượn Facebook cá nhân của bạn bè, người thân, người quen, hoặc là tạo cho bố mẹ những cái Facebook đấy, sau đó thì mình dùng cái Facebook đấy để chạy quảng cáo, đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể mua các cái tài khoản Facebook via Facebook ảo trên thị trường, hoặc là các Facebook nuôi họ làm ra. Đấy. Chúng ta có thể mua những cái con tài khoản như vậy, giá bây giờ dao động thị trường khoảng từ 20 đến 100 ngàn, tùy vào chất lượng, tùy vào người bán. Đấy. Hiện nay thì tình trạng khan hiếm cao và nhu cầu cao, cho nên là cái giá của một con via bây giờ nó cũng lên rất nhiều rồi. Có những con via mua mất 60, 80, 100 nghìn một con via cơ. Đấy. Chúng ta tạo ra nhiều via và mua nhiều tài khoản thẻ để chúng ta làm.
Rồi, nói chung là tốc độ làm tài khoản của chúng ta phải nhanh hơn tốc độ chết. À, thì và chúng ta phải biết cách lách về hình ảnh, biết cách lách về nội dung thì chúng ta sẽ giảm bớt cái nguy cơ đấy đi, đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ xác định những cái cách mà những con via cầm tài khoản, đúng không ạ, hoặc là những con via chạy, những con BM chạy như thế nào đó, và chúng ta có thể sử dụng một vài cái thủ thuật nho nhỏ để chúng ta tăng cái tỷ lệ sống lên thôi. Còn tất nhiên là các bạn làm những cái, các bạn làm kể cả những cái món như thế này cũng chưa chắc đã là ngon, cũng chưa chắc đã là ngon, đúng không ạ? Vâng. Và mỗi một cái tốt thì nó cũng chỉ được đúng được một thời điểm thôi. Ví dụ như là có những lúc thì chúng ta sẽ đăng nhập vào mobile trước, mua via xong đăng nhập vào mobile xong rồi nuôi, sau đó dùng Momo để chạy, sau đó là dùng Momo để chạy. Thế để làm gì? Để nó tăng được cái tỷ lệ lên. Thế còn nếu mà nó không tăng được cái tỷ lệ lên thì cũng sẽ là như vậy, là cái tốt đấy nó không còn hiệu quả nữa. Thì chúng ta lại phải làm những tốt khác. Đó, ok. Phân quyền cho tài khoản vân vân để mà tăng cái tỷ lệ duy trì và giảm cái tỷ lệ bị khóa đi, vân vân. Đấy là những cái giải pháp mà các bạn có thể làm. Hoặc là các bạn có thể mua tài khoản BM, sau đó thì các bạn đưa các via hoặc các clone vào trong các tài khoản này, và sau đó thì chúng ta mới có thể chạy. Đấy là những cái phương pháp để mà hiện nay tốt người ta đang làm. Nhưng mà các bạn lưu ý là những cái tốt này, những cái tip này thì có thể nó sẽ đúng một thời điểm, cũng có thể nó sẽ không áp dụng được. Đấy. Thế thì ví dụ như hiện nay mà tôi vẫn có tài khoản để chạy thì khi nào? Một là tôi làm nhiều tài khoản via lên, mua và làm thẻ liên tục. Đấy. Hai, cái phương pháp tốt nhất đấy chính là đi mượn các tài khoản Facebook mà chưa bao giờ chạy quảng cáo, của người lớn, của trẻ em, những người mà người ta không dùng đến ở quê là làm, thì cái tỷ lệ đấy thành công cao nhất. Đấy, và cái con tài khoản đấy có thể sẽ sống được lâu hơn những cái con tài khoản via mua. Đấy, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta phải quảng cáo sản phẩm sạch sẽ, ít vi phạm chính sách nhất có thể. Đấy. Ở đây tôi vẫn có những con tài khoản đang chạy vài năm và chạy tuyển sinh cho đại học, tiêu tốn cả chục tỷ rồi nhưng mà vẫn chạy rất là tốt và không bị vi phạm, bởi vì là họ chỉ chạy một page duy nhất, họ chỉ chạy một page duy nhất, chạy một sản phẩm và dịch vụ duy nhất, chạy một đường link web duy nhất là tuyển sinh đại học, thì nó không bị ảnh hưởng gì. Thế còn nếu mà chúng ta chạy nhiều page khác nhau, chúng ta chạy nhiều web khác nhau, chúng ta chạy nhiều nội dung sản phẩm khác nhau thì cũng có nguy cơ bị khóa. Đấy là chính sách của Facebook nó muốn. Và bây giờ thì chúng ta phải đóng thuế nữa. Đó. Ok. Một cái nội dung cuối cùng trong cái video này đấy là một số những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng hủy đăng của trang fanpage. Đúng không? Thì fanpage thì có hiện nay cũng có tình trạng bị hủy đăng rất nhiều hoặc là bị hạn chế quảng cáo cho trang fanpage đó. Thí dụ như là chúng ta chạy cái page của chúng ta là page liên quan đến các cái sản phẩm và dịch vụ mà bị vi phạm chính sách của Facebook, bị vi phạm. Vi phạm là như thế nào? Ví dụ như là chúng ta bán hàng fake, hay còn gọi là hàng nhái, Gucci, LV, Prada, nhá. Thế thì một thời gian sau chúng ta sẽ bị khóa và bị không bao giờ lấy lại được. Đấy, em hiểu chưa? Chứ còn nếu mà chúng ta bán sản phẩm mà thời trang tên là Phan Anh, đấy, và logo là có chữ thêu chữ Phan Anh vào thì các bạn không bao giờ sợ. Thế nhưng mà các bạn chạy Gucci, LV, Hermes thì chắc chắn là không sớm thì muộn sẽ chết. Đúng không ạ? Chúng ta chạy những cái hàng như là Apple, rồi chạy những cái hàng có thương hiệu mà chúng ta không được quyền bán lẻ mà được ủy quyền thì chúng ta cũng sẽ bị chết. Tình trạng này chết rất nhiều. Thậm chí cái fanpage của tôi là fanpage chạy quảng cáo bán các khóa học về Facebook marketing, digital marketing cũng bị hủy đăng. Tôi cũng chịu, không biết là tôi vi phạm cái gì. Cũng có nhiều người thì thấy là mình bị hủy đăng là có lý do, nhưng có những người thì nói thật là cũng không biết lý do là gì. Hệ thống nó cứ quét phải thế thôi. Rất là bực bội, đúng không ạ? Vâng. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng tool để tăng like, rồi thì share app mắt xem vân vân, hack hiếc các thứ vân vân, đúng không? Đấy, hoặc là các nội dung thì
vi phạm chính sách của Facebook, xuyên tạc rồi này, vi phạm bản quyền âm nhạc vân vân đó, các hình ảnh lấy video logo mà không xin phép. Fanpage của bạn thì nhận được quá nhiều report của khách hàng của những người khác cũng có thể bị, hoặc là đi spam các cái nội dung của fanpage vân vân. Hoặc là trang thì chứa những thông tin gây hiểu lầm hoặc là đổi tên quá nhiều lần thì cũng có thể có nguy cơ. Nhưng mà thường fanpage thì nó rõ nhất đấy là cái lý do là một là sản phẩm và dịch vụ là bị cấm chạy quảng cáo bùng tiền nhiều tại cái fanpage đó. Và một cái lý do nữa đấy chính là vi phạm các vấn đề về bản quyền. Còn đâu thì cái tỷ lệ mà bị vô hiệu khóa trang page hay hủy đăng cũng không phải là cao. Thế thì chúng ta cũng có thể kháng nghị và cho nó gửi liên tục, đúng không ạ? Vâng. Hoặc là chúng ta cũng có thể truy cập bằng đường link chúng ta nhìn thấy ở đây, và sau đó là chúng ta vào và chúng ta kháng nghị. Đấy. Trên đây là một số những cái nội dung sơ bộ tôi tổng hợp và tôi dùng cái kinh nghiệm của tôi nói với các anh chị là những cái nguyên nhân khiến cho tài khoản Facebook cá nhân bị khóa, bị vô hiệu là như nào, đặc biệt là tài khoản quảng cáo Facebook Ads bị khóa, bị vô hiệu là như thế nào, và cách một số những cái giải pháp, và cuối cùng đấy là tình trạng hủy đăng. Và để hạn chế những cái tình trạng này thì chúng ta phải làm đúng chính sách của Facebook, chúng ta phải đọc các chính sách của Facebook kỹ vào, và chúng ta phải tham gia các cái khóa học để chúng ta có thể là lâu chết hơn, có nhiều tài khoản hơn và bảo mật được cái thông tin của chúng ta tốt hơn. Fanpage thậm chí là không chết, bài nào chạy thì viết sạch sẽ, bài nào không chạy thì hút traffic về. Đấy, có những cái chiến lược như vậy và không sử dụng các cái tool tip trick gì cả. Đấy, chúng ta làm sạch, được chưa? Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này, và nếu các anh chị thấy nó có ý nghĩa phù hợp thì các anh chị có thể share hoặc là sub chia sẻ kênh cũng như là theo dõi kênh của PM Marketing. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, một chuyên gia marketing online từ 2008 đến bây giờ. Tôi cũng được học hành và nghiên cứu rất là bài bản về digital marketing và các cái hoạt động kinh doanh online. Rất vui được chia sẻ với anh chị và các bạn một số những nội dung và kinh nghiệm nhỏ nhỏ. Và nếu các anh chị có bất kỳ cái câu hỏi nào thì xin vui lòng comment hoặc là liên hệ trực tiếp với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.